Phi chào tất cả các bạn nha. Nay trưa mình có đi, thấy nắng quá mình ra mình hái lá sâm. Các bạn thấy trước cửa nhà cha có mớ lá sâm nè. Ở đâu mẹ? Đây mà là đây là lá sâm các bạn. Đó, lá sâm nè, quá đã không? Giờ thấy mình thấy ngon quá mà giờ mình thấy trưa nắng nóng nè. Mình đi hái một mớ vậy mình dò mình ăn nha các bạn. Đó, lá sâm nè, xung quanh lá sâm không các bạn. Nó leo vòng vòng hàng rào. Đó, các bạn thấy nhiều không? Chỗ nào cũng lá sâm hết. Đó, lá sâm. Quá đã luôn. Nguyên một hàng rào rồi, giờ mình chuẩn bị mình hái nha các bạn. Mình hái nha. Các bạn lá sâm nãy tính lật từng lá mà thấy lâu các bạn. Chơi mình lấy cái liềm cắt hết nụ dây này, giờ về hai ba người lật chứ mình hái mình biết chừng nào. Giờ lật ra chuẩn bị một chút giò các bạn. Lá sâm giò nước dừa. Đó, giờ lật mấy cái lá ra các bạn, mình lá già không à. Lá sâm này trưa mà nắng trời nắng vậy dò ăn là mát không các bạn. Con cố mày đâu à? Sao? Nó đang chết chứ đâu. Ngon chưa, con cố xuống cơm đi. Bố mày đói bụng cơm đi. Mấy lá này đúng không? Công đoạn là lật cái lá là ra cũng cực kỳ công nha các bạn. Lật cái này ra cũng hơi lâu quá. Bà thì chưa ai đói luôn á. Mệt quá đi đâu. Không có hoạt động. Sáng giờ uống nước mà no mẹ. Ê mới mốt mà mày ăn cơm mới ốt ngay chỗ mà cầu mà ngoài mà ở ngoài ngay chỗ chốt đèn ngoài lò mổ chạy thẳng vô cái đường ngoài sát mới ngay gần 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 ngay cây xăng rất sáng ốt nó bán cơm 20.000 hộp mày ăn no nóc luôn á mà đồ ăn nhiều nữa biết biết rồi ngay chỗ cây xăng bán ngon ghê luôn á thì trước tôi ăn đó không chứ đâu mới mở thì trước ăn đó không thì hồi trước mình con nhỏ kia là nó nghĩ chỗ này mới mở nhỏ kia bán sườn chéo cũng 20.000 đó nó cãi không trời địa bàn của ta mình ta không biết mà ăn sườn chéo mới ngon nó cũng có bán mà sườn chứ chéo lâu lâu nó đầy đủ hết luôn á mà chứ mấy cái đòn nướng lâu lâu ăn thôi chứ ăn hoài đồ tốt bữa nào sáng mà. Mẹ có thịt chiên có thịt nướng có thịt nướng không người bỏ chẳng lẽ thịt nướng bỏ đây bỏ đây cho mình ăn nãy tổng ngồi dưới ve nó cắn mày nha Xuân nãy tổng bà kêu đi hái đọt nhãn lồng cho bà nhà chưa ở không cái đống có đèn luôn để luộc ăn làm gì nhà này có nhắn gì ngoài mấy lá nhỏ nhỏ đó mày không lặt luôn không bỏ không vậy một chút xíu là ngoài này dò ra cái lấy thau đựng á này làm một thau xong khổng lồ chỉ bỏ nhiêu đi chứ mày mày lặt ra không hết mày dò mày để sẽ được héo rồi mai mốt dò dò mới héo ngon làm gì dò chia ra hết cho hết chứ cũng hết chứ gì cho mà đem về ngoài nè cho đi qua lấy nước mưa đi nước bình dò nhiêu cho đủ không đổ nước ít nước pha với trái dừa rồi hôm ngoái tao dò hai thao lâu rồi năm ngoái rồi mấy năm nay lúc chưa làm cái YouTube mày không làm thì mày mời mày
nó xong không chứ gì, toàn bộ dây nó xong á, rồi nó dính cây nhãn với cây mai không à. Ống trồng hả? Tự động lên chút thằng rào. Lặt ra được thằng rổ nha các bạn, giờ chuẩn bị đi rửa nước. Đi rửa lại nước cho nó sạch. À, lá sâm quá trình nhờ cũng rửa xong nha các bạn. Tới vừa thì chặt sẵn rồi các bạn. Giờ chuẩn bị là công đoạn là bóp nó thôi. Bóp lá sâm chứ không phải là giò. Tại giò mà nó không ra nước phải bóp nó mới ấy. Nước dừa vô các bạn, pha miếng nước, đổ nước dừa vô giò mà đổ nữa, nhớ chừa nữa mẹ nha. Đó. Chứ nhiều khi mình không quay cảnh đổ nước dừa đâu các bạn, tưởng mình dựng cảnh là lấy nước đổ, mình làm là phải lưu rít thực tế. Đợi đem nước về nha các bạn. Nhà không có nước, đi xức nước, khổ lắm. Anh đưa nước cho muốn được không, không lạnh á. Kệ nó khỏi, để nó có hướng được thôi, hướng thì sắp về. Cô làm đỏ. Giờ chuẩn bị giò các bạn. Bóp. Hót cơ bóp lá sâm. À, tưởng bóp thì chết luôn kìa. Nửa đi, cầu đời, cái đời vậy thao nước này luôn á. Nghe lá sâm nhiều lắm. Nãy mày dò trước khi dò có vệ sinh tay sạch sẽ cho heo. Dạ tay em móng tay trắng phiếu nha mấy anh. Em rửa bằng xà bông của Mỹ đàng hoàng à. Chứ không phải rửa bằng nhã hương à. Không, nhã hương không có ăn năng mấy anh rỉa chết à. Bàn vai nóng nà mà dò bóp cái này, tội nghiệp lá sâm ghê không? Tụi người có tao không, tụi người có cái lá sao. Ai ơi. Đó, chuẩn bị ra nước xanh xanh các bạn. Nó dò hai thao các bạn. Hai thao lá sâm khổng lồ. Còn lần này ảnh chạy tới mấy giờ mới về hai? Còn đi xuống tiền hả? Cái của Ngân chắc chút bọt nhiều à. Không bọt. Ông không bóp ra bọt không làm gì có hết. Chị cuối cùng sinh nhật của hai sư ca, chỉ có hai sư ca một mình. Ừ. Có em người ta bà ơi. Bà lanh quá. Cũng giống con thôi chứ. Đó, các bạn, cái này cũng gần được nha các bạn. Nước nó cũng hơi kẹo kẹo nha. Nó mà cái xác mà nó nhuyễn, nó dập hết lá là chắc nước ra được nha các bạn. Giỏ này nó hơi... xù nha, cái coi xù. Cực công, mạng nó rất là ngon hơn mua. Nguyên chất. Rồi, chuẩn bị dắt qua cái thao này các bạn.
Bà ngoại giờ tiếp đồng hồ nữa mới xong. Đó. Mày. Trời, mày bỏ nhiều quá sao tao nắm hết mày. Nó phải dựng tràn á, không biết nó thao chứ đủ không á. Đủ. Đó, các bạn thấy đã không? Quá hấp dẫn chạy á. Bỏ qua đây là mày dễ rồi mày. Quá ngon. Hơi có ngon. Trời chưa nóng này có một thao lá sâm ăn. Ông muốn quay vô rảnh thôi chứ không muốn đâu có nhà ăn đâu. Rồi bỏ tủ lạnh. Lạnh mì. Đó các bạn. Đã không? Nó hơi có bọt nhưng mà nó mới ngon nha các bạn, nó mới đậm đặc cái lá sâm, chứ nếu mà mình pha muốn không có bọt mà pha lỏng nước thì nó không có đậm đặc các bạn. Nó bọt cũng vậy nó mới ngon. Có bữa hôm em làm đặc nhiều quá bọt. Có lần trước rồi giỏi ít thì ngon. Ở đây giờ còn thao. Chút bọt dữ lắm à. Dày dữ lắm, bỏ nước không được. Ừ, kiếm nước nữa. Kiếm nước đây chứ cái này là nó hơi đặc nè. Còn đây còn thao nữa các bạn. Kiếm nước nữa ha. Thao nha các bạn. Rồi chết. Nó được thao à. Còn thao inox đó. Thao đó mới nhiều á. Thao đó biết cái thao đó đừng đụng đủ không? Và chuẩn bị đổ vô nữa các bạn. Đó. Thao này quá đậm đặc luôn. Các bạn. Cuối cùng kết quả là được 2 thao các bạn. Chờ giờ nó ấy chút xíu ăn thôi. Kệ đi. Giờ 2 thao này cũng đã đặt rồi nha các bạn. Giờ mình lấy mình thử coi nó cái độ dẻo, độ dai nó như thế nào nha, coi có đậm đặc ngon nha các bạn. Không được rồi, bỏ tủ lạnh. Cái này của mẹ hả mẹ? Quá ngon các bạn. Vui các bạn coi nha. Thử miếng các bạn. Thử miếng nha. Thơm út. Ngon. Ngon. Chịu dẻo dai dai thơm mùi nước dừa. Bỏ đồ vô cái ngon. Rồi tới đây nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn clip sau nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy hay, like đăng ký ủng hộ mình nha.